Công an truy tìm Kỳ Duyên, con ông Lê Tùng Vân liên quan vụ án loạn luân. Công an Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, con ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, vì liên quan vụ án loạn luân đang điều tra. Ảnh Kỳ Duyên trên quyết định truy tìm của Công an Long An. Ngày 5 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi. Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, con ông Lê Tùng Vân vì liên quan vụ án loạn luân. Theo quyết định này, Duyên là con của ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, và bà Lê Thu Vân, 67 tuổi. Cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân với ông Lê Tùng Vân mà công an đã khởi tố vào ngày 17 tháng 4. Hiện Duyên chưa rõ ở đâu, nên công an cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Trước đó, ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân đều bị khởi tố liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân diễn ra vào giữa năm 2022. Ông Lê Tùng Vân đã bị tòa tuyên án 5 năm tù trong vụ án này. Tuy nhiên đã được cho tại ngoại vì tuổi cao, sức yếu. Riêng bà Lê Thu Vân do thời điểm truy tố đã lẫn trốn nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự riêng. Sau phiên tòa, bà Vân đã ra trình diện và được cho tại ngoại vì sức khỏe yếu, đến nay vẫn chưa bị xét xử. Bà Lê Thu Vân trở về sống cùng ông Lê Tùng Vân tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, nơi họ từng tự gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, và phải chịu biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.